Bản tin bóng đá Việt Nam xin chào các bạn, hãy cùng khám phá những tin tức bóng đá nóng hổi ngay sau đây. Trong lần trở lại vòng bảng AFC Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2005, Hoàng Anh Gia Lai đã phô diễn lối chơi thật sự thuyết phục, dù các kết quả rõ ràng là không làm hài lòng đội bóng cũng như huấn luyện viên Kiatisak giàu tham vọng. Hoàng Anh Gia Lai cho thấy trong suốt các trận vòng bảng AFC Champions League của mình, họ không bao giờ chấp nhận sự thua thiệt trước các đối thủ mạnh hơn và giàu kinh nghiệm ở đấu trường này lâu nay. Hoàng Anh Gia Lai để lại nhiều dấu ấn với lối chơi và thực sự đủ sức lực cạnh tranh sòng phẳng với các câu lạc bộ hàng đầu châu Á. Quan trọng hơn, Hoàng Anh Gia Lai chiến đấu không những vì người hâm mộ như bầu Đức mong muốn, mà các cầu thủ còn tận hiến vì tương lai. Tôi luôn dặn cầu thủ phải thể hiện tốt vì các nhà tuyển trạch hay câu lạc bộ quốc tế sẽ theo dõi những trận đấu này nên họ cần nỗ lực. Năm ngoái Văn Toàn và nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mong được đá AFC Champions League, đến giờ ước mơ đã thành sự thật. Nếu họ lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch thì điều đó rất tốt. Tôi mong giới chuyên môn hiểu nhiều hơn về cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trước đây khi chúng tôi chưa dự AFC Champions League, không ai biết Hoàng Anh Gia Lai là ai, nhưng giờ thì họ đã biết, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ. Bầu Đức luôn muốn các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai xuất ngoại, nhưng trên hết đó phải là những chuyến đi nghiêm túc. Năm 2016, lần lượt Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh từng được sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu. Văn Toàn cùng đồng đội phải chiến đấu để sinh tồn và được công nhận rộng rãi trong mắt giới chuyên môn quốc tế. Đó là sự công nhận bằng những lời đề nghị, bản hợp đồng và cơ hội ra sân từ những đội bóng nước ngoài, thay vì những lời khen xã giao thuần túy. Hoàng Anh Gia Lai không dự giải cho vui mà đang coi sân chơi châu Á là bàn đạp cho tương lai. Các cầu thủ đang trưởng thành từng ngày. Với bầu Đức còn niềm vui nào lớn lao và giá trị hơn nữa? Trong ngày nói lời chia tay với đấu trường AFC Champions League, những đứa con cưng của bầu Đức đã khiến bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt. Sân Thống Nhất như vỡ tung trong tiếng hò reo của khán giả. Huấn luyện viên Kiatisak nắm chặt tay ăn mừng. Sau những nỗ lực cực cháy trên mặt sân vẫn còn sũng nước, Hoàng Anh Gia Lai tìm được niềm vui trong trận đấu cuối cùng ở đấu trường AFC Champions League mùa này. Bàn thắng ấy là cực kỳ xứng đáng với sự cống hiến hết mình của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak từ đầu trận. Có những thời điểm Sydney FC tỏ ra ép sân, song suốt hiệp đấu đầu tiên các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chơi tấn công cực kỳ nỗ lực. Họ tung được đến 6 pha kết thúc về khung thành đối phương với tinh thần chiến đấu rực cháy, bất chấp mặt sân vẫn còn ướt có khả năng bào mòn thể lực khá lớn. Trong ngày, Văn Toàn lại được đeo băng đội trưởng. Rõ ràng Zico Thái đã tạo được tâm lý cực tốt cho các học trò của mình với quyết tâm ghi dấu ấn trong ngày chia tay đấu trường châu lục bằng một trận thắng trọn vẹn để bầu Đức có thể tự hào với thứ bóng đá đẹp mà mình dày công đem lại cho Hoàng Anh Gia Lai. Trước trận đấu Sydney FC, bầu Đức đã tặng người hâm mộ 12.000 vé xem trận đấu cuối cùng vòng bảng AFC Champions League 2022 của đội nhà. Điều này nhằm tri ân các cổ động viên thành phố Hồ Chí Minh và cả nước đã ủng hộ đội bóng Phú Núi trong những trận đấu vừa qua. Tấm lòng của đội bóng chủ nhà đã được đền đáp với một sân vận động cuồng nhiệt trong ngày chia tay giải đấu. Trận đấu này cả hai đội đều đã hết cơ hội đi tiếp sau vòng bảng. Dù vậy, với đội Hoàng Anh Gia Lai, họ vẫn nợ khán giả một chiến thắng tại giải đấu mạnh nhất cấp câu lạc bộ châu Á. Vấn đề cuối cùng của một giải đấu là kết quả chứ không phải những gì diễn ra, mà Hoàng Anh Gia Lai đang từ hòa đến thua. Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang chia sẻ trước trận đấu. Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tấn công với Sydney FC trong trận hạ màn vòng bảng AFC Champions League, đúng như tuyên bố của huấn luyện viên Kiatisak Senamuang. Đội bóng Phố Núi không còn lùi sâu phòng ngự như các trận đấu trước đó, mà chủ động đẩy cao đội hình, pressing với cường độ cao và tự tin phối hợp bóng ngắn để mở khóa hàng thủ đối phương. Các cầu thủ đã chơi đầy nhiệt huyết và nỗ lực để cống hiến cho cổ động viên đội nhà một trận đấu đẹp. Sau khoảng 15 phút thi đấu giằng co, Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu tạo ra cơ hội. Phút thứ 16, cú sút của Hồng Duy đưa bóng đập chân hậu vệ Sydney FC đổi hướng. Văn Thanh ập vào dứt điểm góc hẹp, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Một phút sau, Washington Brandao tận dụng thể hình và tốc độ để tì đè vượt mặt hậu vệ Sydney FC. Nhưng cú sút chân phải của chân sút người Brazil không thể thắng được đôi tay của thủ môn Redmane. Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng có những lúc sơ hở như tình huống Hữu Tuấn và Kim Dong Su để Adam Le Fronde thoải mái dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút trong tư thế không người kèm của tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi trên cột dọc. Đây là cơ hội hiếm hoi mà đội khách có được trong hiệp 1. Phút thứ 37, sức ép của Hoàng Anh Gia Lai được cụ thể hóa bằng bàn mở điểm. Nhận đường truyền bằng gót của Văn Toàn, Hồng Duy căng ngang đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng. Brandao băng vào dứt điểm một chạm bằng má ngoài chân phải, đưa Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động nhường sân cho Sydney FC tấn công. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Kiatisak vẫn giữ cự ly đội hình phòng ngự cực tốt, khiến đại diện Australia không có phương hướng lên bóng. Ở chiều ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai dù không tấn công nhiều nhưng vẫn có cơ hội nguy hiểm như tình huống sút xa khiến thủ môn đối phương vất vả cản phá của Tuấn Anh hay pha dứt điểm dựa cột dọc của Jefferson Bano. Hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai đã rút kinh nghiệm từ trận hòa lượt đi để giữ tốt cự ly đội hình, không cho đương kim Á quân Australia tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò Kiatisak tại vòng bảng AFC Champions League 2022. Sau 6 trận, Hoàng Anh Gia Lai giành 5 điểm. Đại diện của V-League không thể đi tiếp nhưng có quyền ngẩng cao đầu rời giải khi giành 4 điểm trước Sydney và cầm hòa Chonburi, nhà đương kim vô địch giải Hàn Quốc. Chiến lược gia người Thái Lan tự hào về thành tích mà các học trò đạt được khi tham dự AFC Champions League.
Trước khi vào giải, nhiều người trong đó có các bình luận viên, một số tờ báo cho rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ không giành được điểm nào ở bảng tử thần. Tuy nhiên chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều, tôi tự hào về các cầu thủ. Huấn luyện viên Ketisak Senamuang chia sẻ sau chiến thắng 1-0 trước Sydney FC ở loạt đấu cuối cùng bảng H AFC Champions League 2022. Ở giải đấu này, Hoàng Anh Gia Lai giành 5 điểm với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Kết quả này khiến huấn luyện viên Ketisak hài lòng. Thi đấu với các đối thủ mạnh như thế này là điều không hề dễ dàng. Cũng giống như 5 trận đấu khác, các cầu thủ của tôi vừa trải qua trận cầu đầy khó khăn. Toàn đội đã chiến đấu hết mình vào ngày hôm nay. Trước trận, tôi đã quán triệt đến cầu thủ phải chơi hết mình. Các cầu thủ luôn muốn chiến đấu để cống hiến cho người hâm mộ. Tôi cũng muốn cảm ơn các cổ động viên luôn bên cạnh Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Ketisak nói. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai tham dự AFC Champions League. Các cầu thủ đã học được nhiều kinh nghiệm. Đối với tôi, điều quan trọng là các cầu thủ đã thích nghi được những khó khăn trước các đối thủ mạnh. Chúng tôi hy vọng tiếp tục được chơi ở giải đấu này để giúp toàn đội phát triển. Thuyền trưởng Hoàng Anh Gia Lai vui mừng chia sẻ. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu cho biết: Tôi đã có thể thả lỏng được đầu óc, nhưng cũng hụt hẫng vì đây đã là trận đấu cuối cùng. Lần đầu tiên dự AFC Champions League mang đến những kỷ niệm và không biết đến bao giờ có cơ hội được tham dự lần nữa. Nhưng tôi và toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng tôi còn phải dự V-League và muốn quay trở lại sân chơi này thì phải thi đấu tốt hơn năm ngoái. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Stephen Kurica cho biết: Tôi thật sự rất thất vọng về kết quả trận đấu này, nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Trước khi bị thủng lưới, các cầu thủ đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Toàn đội tiếp tục cố gắng trong hiệp 2 nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng. Tôi rất tiếc về trận đấu này. Hoàng Anh Gia Lai đã giành kết quả tốt, họ tiến bộ rất rõ sau từng trận. Họ là tập thể gắn kết với nhiều cầu thủ xuất sắc, vốn là tuyển thủ quốc gia. Hôm nay các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu quá hay, các bạn còn tiến xa hơn trong tương lai. Xuyên suốt trận đấu, đội bóng phố núi chơi hoàn toàn chủ động và tạo ra được rất nhiều cơ hội về phía đối thủ. Thậm chí nếu may mắn, đoàn quân của huấn luyện viên Ketisak hoàn toàn có thể khiến cho khung thành của đại diện Australia rung lên nhiều hơn một lần. Với màn thể hiện hết sức ấn tượng như vậy, Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được vô số lời tán dương đến từ các cổ động viên trong khu vực Đông Nam Á. Đội bóng phố núi có thể không vượt qua được vòng bảng như BG Pathum United của Thái Lan hay Johor Darul Tazim của Malaysia, nhưng họ vẫn được coi là những niềm tự hào của bóng đá khu vực. Trên trang ASEAN Football cũng như fanpage chính thức của AFC Champions League, cơn mưa lời khen đã xuất hiện hướng về phía đại diện của Việt Nam. Tôi thật sự phấn khích, chúc mừng Hoàng Anh Gia Lai và chúc mừng Zico, huấn luyện viên Ketisak. Tôi có đỗi hạnh phúc và tự hào với các bạn ngày hôm nay, từ Thái Lan. Chúc mừng Hoàng Anh Gia Lai từ Thái Lan và chúc mừng cả huấn luyện viên Ketisak nữa. Hoàng Anh Gia Lai đã làm tốt ngày hôm nay. Một chiến thắng ấn tượng, hy vọng họ sẽ giữ được phong độ này và chơi thật tốt ở V-League. Các đội bóng Đông Nam Á không còn yếu nữa đâu nhé, đừng bao giờ đánh giá thấp chúng tôi. Sự thật là việc Sydney không thể thắng được Hoàng Anh Gia Lai, một thua, một hòa, đã nói lên trình độ hiện tại của bóng đá Đông Nam Á. Luôn ủng hộ các đội bóng Đông Nam Á, tôi là một fan của Johor Darul Tazim, chúc mừng Hoàng Anh Gia Lai. Thực sự tuyệt vời, đây mới đúng là đại diện của Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!